Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 21 tháng 5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát đã thiêu rụi một quán cháo gà trên đường Trần Nhân Tông, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lúc xảy ra cháy, quán đang đóng cửa, nhiều người dân đã phá cửa để chữa cháy nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, có nguy cơ cháy lan qua những nhà bên cạnh. Sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Đến 10 giờ 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ quán cháo gà. May mắn không có thiệt hại về người. Tối 20 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Trịnh Hương về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện đối tượng đã bỏ trốn không rõ tung tích. Theo cơ quan điều tra, quá trình sinh sống tại Đức, đối tượng Trịnh Hương đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Séc mang về Việt Nam tiêu thụ. Cụ thể, khi đối tượng thuê vận chuyển 4 thùng hàng, bên trong chứa hơn 134.700 viên thuốc lắc MDMA và gần 1 kg chất ma túy ketamine thì bị công an phát hiện. Khi người dân phát hiện đối tượng có thể báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 0967 751 551, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook công an thành phố Hà Nội. Ngày 20 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật văng chiếc dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân rồi tăng ga tháo chạy. Người phụ nữ té ngã bị xe máy đè lên chân. Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Võ Văn Thừa, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 5. Một số nhân chứng cho hay sợi dây chuyền của nạn nhân bị đối tượng giật đứt một phần, phần còn lại đã được nạn nhân thu hồi. Công an phường An Phú Đông, quận 12 đã cử cán bộ xuống hiện trường, trích xuất camera lập hồ sơ để làm rõ. Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa thông báo kết luận thanh tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang với nhiều sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2022. Cụ thể, những nội dung sai phạm đó là thỏa thuận mua nước sạch không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh Kiên Giang giao Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm điểm xử lý theo quy định của pháp luật một tập thể và kiểm điểm có hình thức kỷ luật một cá nhân, giao công ty kiểm điểm có hình thức kỷ luật 6 cá nhân và kiểm điểm rút kinh nghiệm 12 cá nhân. Thanh tra tỉnh Kiên Giang yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 40,2 tỷ đồng, tuy nhiên đã nộp khắc phục hơn 38,3 tỷ đồng và chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 5, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh quyết định tạm giữ hình sự Đặng Phong Linh, sinh năm 1991, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, lúc 13 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5, tại đại lý vé số Hải Triều thuộc ấp Bào Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, Linh đã dùng 12 tờ vé số trúng thưởng giải 7 để nhận 2,4 triệu đồng. Khi kiểm tra, phát hiện đây là những tờ vé số trúng thưởng giả, chủ đại lý cùng người dân bắt giữ đối tượng, giao cho công an xử lý. Qua kiểm tra, công an thu giữ 144 tờ vé số, 2,75 triệu đồng, một bịch ni lông màu trắng bên trong chứa ma túy cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, đối tượng Linh khai nhận do nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng đầu tháng 4 năm 2023, Linh nảy sinh ý định làm giả vé số trúng thưởng để thu lợi bất chính. Linh lượm những tờ vé số của các tỉnh thành không trúng mang về nhà cất giữ để so số trúng đài, trúng giải số có thưởng. Sau đó cạo bỏ cắt dán phần ngày tháng năm của những tờ vé số để tạo thành những tờ vé số trúng giải. Linh mang những tờ vé số làm giả đến các khu vực quận 12 thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho những người bán vé số dạo hoặc đại lý vé số để lấy tiền. Công an thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy đi ngược chiều khiến hai người tử vong vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 20 tháng 5 tại km 9 tỉnh lộ 331 khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên. Theo đó, vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do anh H, sinh năm 1995, trú tại khu Hợp Thành, phường Cộng Hòa, điều khiển theo hướng từ phường Cộng Hòa đi phường Minh Thành, thì va chạm với xe máy do chị TH, sinh năm 1975, trú tại khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, điều khiển chạy theo hướng ngược lại.
Sau cú va chạm mạnh, cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tại hiện trường, cả hai xe máy bị hư hỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1972, ngụ phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, làm giám đốc của một công ty để điều tra về tội trốn thuế. Theo điều tra ban đầu, ngày 30 tháng 3 năm 2015, công ty của Nguyễn Thị Nhung được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15, tờ bản đồ số 33, có địa chỉ tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, với tổng diện tích gần 31.000m2 để đầu tư làm điểm du lịch sinh thái. Thời hạn thuê đất là 50 năm, từ ngày 24 tháng 7 năm 2014 đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2064, trả tiền thuê đất hàng năm. Sau khi được giao đất, công ty của Nhung không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư, đồng thời xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Ngày 3 tháng 4 năm 2018, công ty của Nhung ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần vận tải giao nhận và thương mại do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm tổng giám đốc, có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định công ty của Nguyễn Thị Nhung làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 3,6 tỷ đồng nên quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Nhung.